Ngày Thiên Chúa đã làm ra, mau quay về hòa giải với Chúa là Cha. Bình an cho anh em, chính Thầy là sự sống và sự sống lại. Bình an cho anh em, Thầy là đường, là sự thật, là ánh sáng trần gian. Bình an cho anh em, chính Thầy là sự sống và sự sống lại. Bình an cho anh em, Thầy là đường, là sự thật, là ánh sáng thế gian. Đức Kitô đã sống lại khải hoàn, đem niềm tin cho mọi người theo Chúa. Ai trung thành theo Chúa mãi ngàn thu, mai sau này được hưởng vinh phúc trường sinh. Bình an cho anh em, chính Thầy là sự sống và sự sống lại. Bình an cho anh em, Thầy là đường, là sự thật, là ánh sáng trần gian. Bình an cho anh em, chính Thầy là sự sống và sự sống lại. Bình an cho anh em, Thầy là đường, là sự thật, là ánh sáng thế gian. Ngày Thiên Chúa đã làm ra, mau quay về hòa giải với Chúa là Cha. Bình an cho anh em, chính Thầy là sự sống và sự sống lại. Bình an cho anh em, Thầy là đường, là sự thật, là ánh sáng trần gian. Bình an cho anh em, chính Thầy là sự sống và sự sống lại. Bình an cho anh em, Thầy là đường, là sự thật, là ánh sáng thế gian. Đức Kitô đã sống lại khải hoàn, đem niềm tin cho mọi người theo Chúa. Ai trung thành theo Chúa mãi ngàn thu, mai sau này được hưởng vinh phúc trường sinh. Bình an cho anh em, chính Thầy là sự sống và sự sống lại. Bình an cho anh em. Yeah.
đầu, hàng năm chúa dường mọi đều phục sinh để khơi đại niềm tin trong lòng dân thánh. Cúi xin Chúa gia tăng ân sủng để chúng con hiểu rằng chính Chúa Kitô đã thanh tẩy chúng con bằng phép lửa, đã tái sinh chúng con bằng thánh thần và cứu chuộc chúng con bằng máu mình và máu thánh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến quân của muôn đời. Amen. Lời trích sách Công vụ Tông đồ. Thời bấy giờ, các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bề bánh và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kinh sợ vì các tông đồ là nhiều điều thiên tấu lạ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung, họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bể bánh đại tiêu ra, họ dùng bữa với lòng đơn sơ quên bể. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. Đó là lời Chúa. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.
Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Do lược hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lấy niềm hy vọng sống đời. Nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể phật lụi và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em, là những người nhờ lòng tin được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ người đã dành sẵn và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết. Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm triệu thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội, vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang danh hiệu. Tuy không thấy người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giác mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được trang chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin là ơn cứu độ con người. Đó là lời Chúa. Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giêsu bảo:
vì đã thấy thầy nên anh tin hạnh phúc cho những người không thể mà tin. Đức Giêsu đã làm nhiều dấu đạo khác nhau trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu đạo đó không được ghi chép trong sách này. Và những điều đã được ghi chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa. Cuộc sống của chúng ta tuy có thể là dư giả hay là có bất an bất để, nhưng mà thực sự tâm hồn chúng ta có được bình an phải là Chúa ban, thưa anh chị. Nhìn đâu đó thế giới vẫn còn chiến tranh bạo loạn, nhiều gia đình ly tán, nhiều người sống rất là bất an. Thế thì Đức Kitô phục sinh, Ngài đến để ban bình an cho mỗi người chúng ta. Trước khi tôi đến ban bình an cho nhân loại, cho con người, không giống như thứ bình an mà thế gian ban tặng. Bình an của Đức Kitô trao ban cho chúng ta là một bình an trong niềm tin và hy vọng, không còn phải lo lắng, không phải sợ hãi. Mặc dù cuộc sống vẫn nhiều nỗi đe dọa, nhiều sự bất an bất ổn, nhưng mà tin vào Chúa Kitô phục sinh, Ngài sẽ trao ban cho chúng ta bình an. Bình an mà Chúa Kitô phục sinh trao ban không giống như thứ bình an thế gian ban tặng. Thì chúng ta muốn có được cái thứ đó nên chị em phải gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh với niềm tin. Hôm nay tôi mang vắng mặt, không nhận được cái điều đó. Và khi các môn đệ nói lại, ông vẫn không tin. Thế thì bình an của Đức Kitô phục sinh chỉ có thể những ai ở trong Chúa, không thể ở ngoài được. Khi ở trong Chúa tức là phải có một tâm hồn công chính thánh thiện, tức là phải loại trừ tội lỗi ra bên ngoài. Không thể nào có Chúa Kitô phục sinh nếu vẫn sống trong tình trạng tội lỗi, vẫn ở trong cái tình trạng con người cũ, không có được bình an như thế. Chúa Kitô phục sinh đổi mới, mà muốn được có bình an của Chúa Kitô phục sinh, người ta phải đổi mới con người. Và hôm nay Chúa Kitô phục sinh còn ba cái điều gì nữa anh chị em ngoài bình an? Tiếp đó là Ngài ban thánh thần. Chúa Giêsu đến trao ban thánh thần cho các tông đồ và cũng là trao ban thánh thần cho giáo hội để tiếp tục thi hành hay là ban lại cái niềm bình an cho các tông đồ. Chúng ta biết thừa các viên của bí tích hòa giải, khi đọc cái công thức giải tội, Thiên Chúa là Cha hay thương xót đã nhờ sự chết và sống lại của con Chúa mà giao hòa thiên an với Thiên Chúa. Xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh Chúa mà ban cho con chúng ta thứ bình an. Phải có Chúa Thánh Thần, phải tin vào Chúa Kitô phục sinh mới được ơn tha thứ. Và khi tâm hồn của chúng ta
được Chúa Thánh Thần hàng thiên tội lỗi, chúng ta mới có được bình an. Không có Chúa Thánh Thần, chúng ta chẳng được phúc gì, cũng chẳng được khỏi tội. Và khi tâm hồn con người có tội lỗi nó đè xuống, không bao giờ có được bình an. Đó là người Kitô hữu phải cầu xin Đức Kitô phục sinh trao ban Thánh Thần để Ngài biến nhiệm của chúng ta. Chúa Giêsu phục sinh đến trao ban bình an và ban Thánh Thần. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho tâm hồn chúng ta sẽ chiếu nặng xuống nếu tội lỗi nó không chỉ. Chỉ khi nào chúng ta tin vào Đức Kitô, được ơn tha thứ nhờ cho Thánh Thần, nó mới nhẹ nhàng và mới có được bình an. Và một điều nữa, các anh chị em, mùa phục sinh hay là hôm nay Chúa Nhật, Chúa của lòng thương xót, Thiên Chúa thương xót nhân loại, trao ban Đức Kitô, Ngài đã đến chịu chết chỗ chúng ta. Ơn đức tin là nguồn ơn ban quyên khấn. Thánh Tô-man hôm nay nói với Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con tin Ngài là con Thiên Chúa, Ngài đã phục sinh. Mùa phục sinh cũng là mùa để chúng ta đặt lại niềm tin của chúng ta. Có tin vào Chúa Kitô phục sinh thực sự hay không? Và khi tin vào Chúa Kitô phục sinh, đòi hỏi người ta phải biến đổi thế giới. Chúa Kitô chết đi chết lại mà chúng ta không biến đổi thì cũng không mang lại lợi ích gì cả. Chúng ta cầu xin Chúa để Đức Kitô phục sinh, để lại bình an cho người dân. Và để có được bình an, chúng ta phải mở lòng để đón nhận Chúa Thánh Thần. Vì không có Chúa Thánh Thần, chúng ta chẳng được phúc gì, cũng chẳng được vào tội lỗi. Và xin Chúa Kitô, Thiên Chúa của lòng thương xót, ban thêm đức tin để mỗi ngày chúng con luôn sợ bị tưởng vào Chúa, để hàng ngày chúng con gặp được Đức Kitô là Chúa của sự bình an. Amen. Tôi tin tình của Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin tình của Chúa Giêsu Kitô, con của Thiên Chúa, sinh khởi được Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh sáng bởi Ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa.
đại bình an, tin yêu và hy vọng cho tất cả những ai tin vào người. Trong niềm vui phục sinh, chúng ta cùng dâng lời cảm nguyện. Trên đường về quê trời, hội thánh gặp không biết bao nhiêu là thử thách gian nan. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa củng cố đức tin của hội thánh trên đường lữ thứ trần gian, để hội thánh làm chứng cho nhân loại biết rằng Chúa đã phục sinh vinh hiển. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban Thánh Thần trợ lực và thánh hóa những cố gắng này. Chúng ta hãy cầu Chúa buôn phương con thiên về.
chấp nhận lễ vật của chúng con. Chúa đã cho mọi người chúng con được đổi mới nhờ đức tin và nhờ bí tích thánh thần. Xin cũng dẫn đưa chúng con tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ đức Kitô Chúa chúng con. Vì chính người đã chết thật đã xóa bỏ tội trần gian, người đã chết để vì thịt sự chết nơi chúng con và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế với niềm hân hoan trước cha trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên các địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các điện thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình
chân thiên từ xin tất toàn bộ mọi con đã ra các bạn các nơi về tổ chức xin cho thương minh chị em chúng con đã đi trần và mọi người đặc biệt là những tổ tiên ông bà cha mẹ và các đồng minh của chúng con đã sống tại lòng cha mà nay đã lìa khỏi thế xin thương nhận hết thảy lòng đức cha của chúng con bỏ sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang cha muôn đời nhờ đức kinh tô cho chúng con nhiều người rất dần mang lòng đức cha trong thế gian. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi dân từ và vinh quang đến quy về Chúa là cha con trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Xin Chúa cho chúng con
những lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc vào chỗ đại cha, xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu đạo và gắng được hưởng gia nghiệp Chúa ước ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng ta cùng cảm ơn nhau, chẳng có tay đến bên.